xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game, mini world. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game có tên là Đại Chiến Bắt Cá. Đấy, trời ơi, bạn kia đã ra bắt cá rồi các bạn này. Nhiệm vụ của ngày hôm nay đó là đi ra đây. Ra đây kiểu như đây giống như kiểu nước ấy. Đấy, chúng ta sẽ bắt những cái con cá. Đây là có cá thường các bạn. Đấy, sau đó thì nâng cấp những cái gọi là dụng cụ bắt cá, gọi là chất VIP nhất quả đất thôi, để bắt được thật là nhiều cá. Đấy, từ đầu mình vào mình cứ tưởng là ngày hôm nay là phải đi bắt ong cơ các bạn. Bắt mấy con ong, mấy con ác quỷ nó bay bay thế này. Nhưng mà không phải các bạn. Đấy, chúng ta sẽ nâng cấp bàn tay đá này. Xong rồi, ui, cá lava, có cả cá lava luôn à. Wow, ghê vậy. À đây, chỗ đây chúng ta có túi này. Ui, có cá thường các bạn, lẩu quá. Rồi, không sao, chúng ta sẽ bắt thật là nhiều cá bạn ơi. Ui, có cả cá lava luôn. Thế là mình phải nâng cấp cá luôn à. Dạ rồi, không biết là có cá kim cương hay không này. Làm nhặt có cá kim cương là hơi mệt đấy. Đắt giá lắm đấy. Đây, chúng ta sẽ nâng cấp. Ok, cá lava. Ba con cá lava. 1, 2, 3. Ô, chế luôn 5 con à. Chế luôn 5 con luôn. Ác vậy. Rồi, chúng ta sẽ bắt. Hình như là đủ để nâng cấp rồi đấy. Lên bàn tay sắt này. Bàn tay vàng là chúng ta cần 5 con cá lava. Ok, 5 con cá lava. Đơn giản thôi. Ui, kỹ năng nó hơi lâu các bạn này. Đấy. Ui, cá lava là chúng ta cần. Ui, cá huỳnh nam tính à. Ui, có cả cá huỳnh nam tính luôn. Lắm loại cá thực sự. Rất là nhiều kiếm ở đây. Nhưng mà mình cứ nâng cấp cái bàn tay đã. Kim cương cần 7 con cá lava này. Ui, nhiều loại cá ta. Nhiều con cá quá ta. Ôi ôi, dịch bệnh này là ăn cá là bá cháy luôn. Rồi, bàn tay kim cương. Tiếp đến là cần kim cương là chúng ta lên 12 con cá lava lên bàn tay tiếp theo. Nâng cấp thật là nhanh chóng bạn. 12 con không? 15 con luôn. Trời ơi, bàn tay băng giá này. Bàn tay rừng xanh. Ui, cá huỳnh nam tính và 5 con cá lava thì phải. Ok, bắt liền các bạn ơi. Đấy, cá huỳnh nam tính phải không? Huỳnh nam tính. Ui, bàn tay nước này, có bàn tay nước này. Nhưng bàn tay nước là mua free à? Wow, bàn tay ruby này. Ui, bàn tay nhiễm độc này. Sao lại bàn tay nước lại mua free ở đây nhỉ? Chắc là lởm các bạn này. Từ từ đã. Mình chưa nâng cấp vội các bạn. Bàn tay lửa này. Lửa với nước này. Mình cứ nâng cấp cái này đi. Đâu, huỳnh nam tính đâu à? Cá, à đâu, huỳnh nam tính. Trời, có cả cá huỳnh nam tính. Nghe lạ lạ. Nghe nó kỳ kỳ sao ta. Ok. Đấy, xong đặt tên là cá núp nam tính đi cho nó nhanh. Ồ, chuẩn men đi để cho các bạn đỡ bảo núp bên đê gây các thứ. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp mấy cái này. Đấy, rồi, cá bàn tay rừng xanh rồi. Ok, bàn tay rừng xanh. Bàn tay tiếp theo là chúng ta có bàn tay ruby. Ruby của chúng tôi. Mình sẽ ăn cái chạy nhanh cho nó. Đấy, tăng tốc độ. Nhặt cá. Ok, nhặt hết. Có thể là bạn kia chế được đồ gì hay chưa? Mình thấy là bạn... Ui, thanh niên này nó lại cầm cái bàn tay gì nhìn lạ hoắc vậy. À đây, chúng ta sẽ chế tiếp là Huy nam tính này. Ruby này. Tiếp đến là... Ui, cần thêm huy nam tính mà. Ui, chết dở rồi. Thiếu. Thiếu các bạn này. Wow, nhiều lắm. Thao hồ. Ai, thanh niên này. Chết không, như lại đi hôi của người khác này. Hỏng rồi. Chết dở rồi. Đây, mình sẽ đi nhặt hết đi. Ui, cái bàn tay ruby tính ra là đào ok rồi đấy. Ui, xời. Đào luôn mấy cái này luôn. Rồi, lava đây. Ok, huy nam tính đây. Ta sẽ chế tạo thật là nhiều vào. Ui, tính ra là bằng này mua được khá là nhiều vũ khí xịn sò đấy, đừng có đùa. Ui, bàn tay huy nam tính à? Không, mình không chế mấy cái bàn tay nó không. À, ui, bàn tay cát à? À, hóa ra thanh niên kia. Bàn tay nước cam. Ui, đã có người xâm chiếm đấy bạn gì ơi. Chết giờ rồi. Cứu. Chết giờ rồi. Ui. Có người dí tôi kìa. Bữa làng nước rồi. Chết giờ rồi. Láo là chết giờ rồi. Có thanh niên dí kìa. Ê, đâu rồi. Dí. Đập đi. Ừ, hay quá. Ui, một báu à. Trời ơi, thanh niên kia dí mình kìa. Hỏng bét rồi. Mình sẽ cầm cái shotgun đi, shotgun đam nó khỏe bạn. Trời ơi, thanh niên này đấy, bạn thấy không, khổ lắm. Chưa gì đã sao bị ra gì. Ui, không thấy đạn à. Ui dồi ôi, chết giờ rồi.
Chết rồi, ui bạn kia ăn gì chạy nhanh vậy. Ui ui xuống đây. Bắn chậm đi. Súng gì làm đây. Úi giời. À, ok chế cái khác này. Ui kiếm titan lửa. Ok ok. Chết giờ rồi. Chưa gì đã bị xâm chiếm rồi các bạn này. Chưa gì đã bị xâm chiếm rồi. Láo này. Chết dở rồi. Úi trời mệt quá. Được đã nha, mình phải định thần lại đã. Chưa gì đã bị xâm chiếm rồi. Ok, chúng ta sẽ làm lại các bạn này. Yên tâm. Mấy bạn kia đang chế tạo được giam ba với cái khẩu súng cùi bắp thôi. Láo nháo với chúng tôi. Ở đây chúng tôi không có sợ nhá. Trời ơi, chấm dứt những đâu. Chấm dứt những hành động gây hấn. Rồi mình sẽ ăn thức ăn vào đó. Rồi bạn kia thôi, mình đang bảo vệ bạn kia để cho bạn kia chế đồ đấy. Kia phải chế được đồ đi, không thì sẽ bị gõ cho to đầu ấy. Láo này, tất cả không bao giờ bằng kiếm. Nhanh lên bạn ơi, bạn gì ơi, khẩn trương, nhanh lên ăn hành đến nơi rồi. Dạ rồi các bạn ơi, không thể thế được. Đấy, mình phải nhặt hết, cứ farm thì đang tính sao. Tìm bên kia rồi. Tìm bên kia đang chế đồ đấy. Thở rồi. Đấy các bạn ơi, mải nâng cấp cái bàn tay quá. Cái chế được gì chưa? Khẩn trước đấy bạn gì ơi. Từ từ đấy. Ui cái gì ấy? Hay quá, bạn này cho mình độ. Được rồi. Ok, thế giới để núp nọ. Không phải phân nọ. Cà lo. Ui dồi, bắn cái gì đấy. Rồi ok, lên luôn các bạn này. Lên luôn. Tầm này sợ trời sợ đất gì. Chiến luôn đấy bạn này. Một mình núp chắc hết cái tai hại là động vào núp là xong đời rồi. Chết luôn. Úi dồi ôi, bực quá mà. Được rồi nha, mình nâng cấp cái ui cái thức ăn rồi. Thức ăn chạy nhanh rồi. Bữa làng nơi không có thức ăn chạy nhanh. À đây ăn thức ăn chạy nhanh. Đây tôi vứt cái này đi. Trời bực quá mà. Tấn công. Ok, cho bạn kia ở nhà bạn yên tâm. Thế giới để núp lo đi, tí nữa mình sẽ chế sau. Mấy thanh niên này láo thật. Láo thật, chế tạo cái gì? Chạy đi đâu con sâu? Làm sao? Trả giá ngay. Trời ơi. Đấy các bạn thấy không? Phải bình tĩnh xử lý. Ui ôi, chết vì cháy. Được ạ, lại. Mình sẽ ăn cái thức ăn giảm sát thương tầm xa phải chịu các bạn ạ. Đấy để cho thôi không cần cái kiếm này nữa. Tấn công luôn. Giảm sát thương tầm xa phải chịu này để cho mấy bạn kia bắn súng ạ. Mấy bạn kia chỉ có súng xịn thôi chứ còn làm cái gì. Thực ra có xịn mấy đâu. Làm sao? Úi giời, bắn khẩu súng này ra đấy. Bắn cái gì? Chết luôn. Chạy thôi. Úi dồi vẫn chết. Úi dồi vẫn chết các bạn ơi. Vắt cho lên cổ chạy vẫn chết. Đấy, chắc chắn là team bên mình là bạn kia đang chế được đồ VIP à. Mình sẽ cố gắng là kiểu như là chỉ hoãn được những cái sự tấn công đến từ team địch. Sau đó thì để cho bạn kia chế đồ bạn. Kế hoạch của mình là như vậy. Không thể nào mà để cho team này. Sao? Mở cái gì? Ở đây chúng tôi không cho mở đâu. Trời ơi. Ở đây chúng tôi không cho mở. Hiểu chưa? Mở. À, bị con ong nó dí. Sướng chưa? Úi giời. Trả giá ngay các bạn ơi. Chưa gì đã sang dí mình. Đâu rồi. Băm trả ngay. Úi giời. Băm trả ngay. Úi dồi, 58 kill, 59 kill rồi. Láo này. Thả ong ra, cắn hết. Trời ơi, cái kiếm này là kiếm ong đấy. Ủa, kiếm gì đấy? Kiếm huyền thoại bạn. Ấy à. Rồi, kệ đi. Đi bên kia đang rất là vật lộn, rất là khó chịu đấy bạn. Với những con ong. Ui, à ong nó về hết đây rồi. Rồi, ok, đến giờ mình chế rồi các bạn ơi. Kiếm nào. Ui, kiếm mặt trời này không còn kiếm gì xịn nữa đâu. Ê, bạn này, ui, bạn kia đâu rồi không. À, thanh niên kia, ui, bàn tay gì xịn đấy.
Ủa bạn kiểm chế được rồi. Ok, xâm chiếm đi. Trời ơi, bạn kia không chịu sang xâm lược gì cả. Xông lên, attack. Tấn công. Ong đâu, cắn đi. Ong ơi. Ấy, trời ơi, mình bị con ong nó cắn á. Rồi, chết rồi. Team bên kia tấn công sang bên kia kìa. Hỏng rồi các bạn ơi. Ta phải chế mấy con cá đấy này. Chế nhanh mấy con cá các bạn ơi. Chế vội mấy con cá này. Ta phải chế. Chế thật là nhiều. Cá đâu rồi. Úi dồi. Bảo mà. Trời ơi. Không sang xâm chiếm đi. Khổ quá. Rồi sao đâu ra con ong này. Ong với chúng tôi. Ui mấy con ong này khỏe lắm đấy. Rồi chết rồi. Dã man mấy con ong này khỏe kinh khủng khiếp luôn. Rồi mẹ mình sẽ chế xem là túi vàng. Túi vàng có túi túi gì khác. Túi vàng để mở được cái gì đây. Ui có sách thần đấy tiếc này. Túi cá vàng. Ui tỷ lệ ra gì đây. 5% ra cá vàng. Mình xem nào. Wow có cả cá vàng luôn ạ. Ui cá lava này. Rất là nhiều loại cá các bạn ạ. Ở đây mình sẽ có. Wow kiếm titan mặt trăng này. Ui mình ra kiếm này cũng vip mà. Rồi titan lửa. Quy nam tính phải không? Titan độc, titan băng, titan ánh sáng. Rồi bây giờ mình phải chế mấy con cá huy nam tính phải không? Ok. Chế mấy cái con cá này đã. Rồi độc, băng, ánh trăng, kiếm titan VIP. Bây giờ chúng ta sẽ đến nâng cấp cái gì ta? Túi cá thường, túi cá huy nam tính. Cái túi vàng vừa nãy mình ui, túi kiếm huyền thoại này. Ui kiếm này nó còn xịn hơn các bạn ơi. Wow. Tấn công rồi. Ui kiếm này nó còn xịn hơn. Dã man luôn ý. Ui kiếm này nó bá cháy hơn rất là nhiều. Wow. Ui kiếm này bá đạo lắm các bạn ơi. Kiếm này bá đạo dã man luôn. Tấn công em ơi. Ui kiếm này bá đạo lắm. Chết luôn. Đố ra khỏi cổng được. Ok mình sẽ đứng gác cổng ở đây các bạn ạ. Úi dồi. Ui kiếm này vip thật. Xem nào còn súng gì vip không. Đây có rất là nhiều loại súng này. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mấy cái súng này không bằng đâu. Không bằng được cái kiếm đâu các bạn ơi. Bàn tay tia chớp ạ. Ui làm thế. Láo này, bị độc liền. Úi giời, sao làm gì cày lắm các bạn. Cái cú game mình. Bắn mấy ai. Ui giời. Ê, sao cho mình ngồi ghế. Mấy bạn kia đang cày cú game mình lắm rồi đấy. Tính ra làm gì có kiếm gì VIP hơn đâu nhở. Ui, mấy con ong này, thật sự là mấy con ong này rất là trâu luôn ý. Giờ là bây giờ mình sẽ đi tìm cái gì đây. Nâng cấp bàn tay à. Thôi chắc là bây giờ mình không nâng cấp bàn tay nữa. Mình sẽ nâng cấp ui lưỡi hái này. Ui bạn này tính ra còn. Wow. Bạn này tính ra còn cho mình đồ VIP được các bạn ơi. Ui chú choa. Rồi ok mình tiêu diệt mấy con ong cho không phải lo. Ui bạn này là gọi là. Ôi đồng đội siêu tốt của mình đấy. Xịn do. Được. Wow. Thanh niên kia bắn B52 các bạn. Yên tâm B52 với chúng tôi phải không. B52 với chúng tôi. Ui chết rồi. Team mình bị tiêu diệt rồi. Ui chém thêm không chết à. Ăn mấy cái này vào. Ăn mấy sức sát thương. Né mấy sức sát thương. Tấn công em ơi. Rồi hay quá. Tấn công đi. Chạy đi đâu mới được chứ. Quan trọng là chạy đi đâu mới được chứ. Ui chạy. Ui bạn kia đứng đâu đấy. Bắn được mình luôn ạ. Hình như ở trong này không có giáp đâu các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ tấn công thôi. Chết luôn. Bắn cái gì mới được. Ủa chết rồi. Chết luôn. Trời ơi one hit một bé nhá. Nào bé tiếp theo đây. Ui không chết kìa. Bạn này khỏe đấy. Từ xem là có áo giáp sao nhỉ. Hình như có áo giáp. Đây túi giáp kim cương này. Trời ơi bảo sao chạy mắc rồi nha bảo sao trâu bò thế. Rồi ok đây tới liền đây liền bạn chấp thế
hết một mình núp chấp hết. Chấp hết. Chấp hết, chấp hết. Bắn thoải mái, bắn đến ngày mai. Bắn đến ngày mai. Tấn công được các bạn ơi. Chờ đợi gì nữa? Chờ đợi gì? Chờ đợi gì tầm này? Trời ơi. Tầm này là chấp hết. Rồi, chấp hết. Trời ơi. Tấn công đi các em. Các em ong của anh. Chấp hết. Tầm này là chấp hết các bạn ơi. Chấp hết. Trời ơi, tầm này là chấm hết luôn. Chấm hết luôn. Ui ôi, ui ôi, ui ôi, ui ôi. Chấm hết luôn. Chạy thôi, chạy thôi. Ê, chạy thôi. Không chạy được kìa. Ai chạy được nhỉ? Rồi, từ nha, mình lại mua thức ăn tiếp đã. Ui, có HP lửa này, HP ánh trăng này. Wow, xem nào. Ui, 200 HP. Ui, tăng HP này. Ui, xịn sò con bò, dã man. Láo này, láo này, láo nháo là cho đi ngủ mới run lên. Được nha, tẩm quất ra truyền cái con này đã. Rồi, mấy con ong bỏ vẽ này với chúng tôi à. Bây giờ mình sẽ phải trang bị những cái tăng sát thương tầm xa và cũng tăng sát thương cận chiến đi. Giảm sát thương với các thứ này. Táo vàng hồi 100 độ đói không, mấy cái này mình không cần. Tăng sát thương thêm người chơi. Cất mấy món ăn này đi, mình ăn. Úi dồi ôi, mấy bạn kia ăn gõ rồi, mấy bạn kia ăn gõ không trượt phát nào rồi. Tội mấy bạn kia rồi. Chết dở rồi. Tới đây, núp tới đây. Team tôi comeback đây. Úi dồi. Láo này. Láo này. Băm hết với chúng tôi. Băm với chúng tôi. Băm với chúng tôi. Ở đây chúng tôi không có sợ. Ở đây chúng tôi rất là VIP. Thế nào? Ở đây chúng tôi rất là VIP và chúng tôi không có sợ gì cả. Rất là khỏe các bạn ạ. Mình rất là khỏe. Mình rất là khỏe. Một mình núp cận hết. Ui. Rồi tấn công đi. Tấn công đi. Ui mấy bạn này đánh mình đúng mới đỡ đi nóc luôn các bạn ơi. Một mình núp chấp hết. Chấp hết. Chấp hết. Ôi. Chấp hết. Đâu à? Bắn có xi nhê đâu mà bắn. Bắn có xi nhê đâu mà bắn. Khổ. Khổ lắm. Bắn có xi nhê đâu. Ui, máu hồi liên tục luôn các bạn ơi. Máu mình hồi liên tục luôn. Ui, khỏe dã man các bạn. Bét rồi. Bét rồi. Ui. Rồi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ai cho chạy? Ai cho chạy? Ai cho chạy mới được chứ. Ui. Thấy không? Khỏe không? Máu mình không tụt tí nào luôn ạ. Nó không tụt tí nào luôn. Trời ơi. Nó ghê đến thế rồi. Ghê gớm chưa? Wow. Wow. Trời ơi, quá mạnh. Cái gì? Bắn đi, cho bắn đi. Úi trời, đau quá. Đau quá các bạn ơi. Úi đau quá. Bắn cả ngày, bắn đến sáng mai. Ok, thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like nhớ đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment thì các bạn phía dưới. Và xin chào, gặp lại. Bye bye. Bye bye.